anh. Ủa? Có anh cái này nha. Sao hồi đó anh thương mấy đứa trong tuy đẹp lắm mà sao tự nhiên anh yêu em vậy? Anh muốn anh nói xạo hay là trả lời thiệt? Nói thiệt chứ nó xạo gì trời. Hồi đó anh cua mấy nhỏ đó, biết nó nói sao không? Nó nói anh sao không? Sao? Nó nói anh chỉ có chó nó mới thường thôi. Ủa ôi. Sao là chó hả? Chị nói thiệt thì nói thiệt cái gì vậy? Ôi anh ơi anh, mũi nó chích em nãy giờ sưng hết trơn rồi nè. Siêu thiệt trời. Siêu gì? Anh nói con mũi nó siêu thiệt. Còn mũi nó chích em lúc nào cũng được, còn anh có phải lúc nào anh cũng chích được em đâu. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi cho anh nữa. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh không muốn vợ con anh khổ nữa. Mình dừng lại ở đây đi. Không 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 không, anh mệt mỏi lắm rồi. Tới đây là quá đủ rồi. Để cho anh đi nha. Không không, chúng ta kết thúc ở đây đi. Đừng làm phiền gia đình anh nữa. Vậy nha. Ngon nha. Chị như gái nha. Nhớ nào vậy? Ép e. Mẹ, nãy giờ tao đòi nợ mà tao tưởng thôi chị như gái. Anh Hành, chụp hình với em làm trái tim nha. Chụp vô, chụp vô, vô. 2, 3. Trời á, nãy trái tim gì nè. Rồi, hiểu rồi, vô. Trời ơi, không phải gì luôn. Chứ sao? Làm trái tim gì nè. Rồi, hiểu rồi. Rồi, vô. 2, 3. Trời ơi, trái tim bự để trên đầu á. Để đầu hả? Ừ. Rồi, vô. 2, 3. Nghĩ bỏ mẹ luôn đi. Sao nữa trời? Gì cũng chịu chứ. Alo. Hả? À. Cái gì? Rồi. Rồi. Ai vậy? Hả? Ai vậy? Người ta. Ta nào? Người ta chứ người ta nào chạy? Ai không biết người ta mà ai là ta nào? Anh có biết đâu, nó gọi lộn số. Nó gọi lộn số. Ủa cha, lộn số cái chuyện rồi vậy đó. Em, cho anh hỏi này nha. Cái lúc mà mình quen nhau á, trước cái lúc đó nữa, là em đã quen bao nhiêu người rồi? Thôi, mốt anh không hỏi nữa, đừng buồn. Thôi, không có gì đâu, mốt anh không hỏi nữa đâu. Em có buồn. Chứ làm sao mà em buồn buồn đó? Em đang đếm. Ai hút mà. Anh. Gì vậy? Em hỏi anh này ha. Ví dụ như giờ anh có 1 triệu, anh cho em 200, anh cho người yêu cũ 300, vậy là anh còn nhiêu? Còn 500 chứ nhiêu trời. Anh chắc chưa? Còn 500 chứ nhiêu chắc. Anh chắc chưa? Bị làm gì tán anh chắc. Người yêu cũ. Trời trời. Anh ơi. Cái gì em? Người ta dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ, còn người ta dùng quân kế để người ta đo điện thế. Rồi sao nữa? Còn để đo sự trung thủy của đàn ông thì người ta dùng mỹ chân kế. Còn nếu như đo sức khỏe đàn ông thì mình dùng kế gì hả anh? Sức khỏe đàn ông hả? Ừ.
dùng vợ kế nha em. Dùng vợ kế nha em. Thì đó sức khỏe đàn. Đó sức khỏe đàn ông dùng vợ kế chứ gì nữa. Lần nào tôi nói cũng bị quýnh hết chừng.